Hôm nay chúng ta sẽ đến với một buổi livestream của một vị khách hàng vừa mới nâng mũi cấu trúc bán phần tại thẩm mỹ viện Giang Hồ. Hôm nay bạn đến để cắt chỉ và tái khám sau 9 ngày. Xin mời các bạn đến với buổi chia sẻ của bạn. Đây là bạn Giang. Bạn có trước đây cách đây 9 ngày thì bạn có tới gặp bác sĩ để tư vấn về việc nâng mũi. Thì sau khi được nâng được tư vấn thì sau khi được tư vấn thì bạn quyết định là chọn là cái dịch vụ là nâng mũi tái cấu trúc để chỉnh cái dáng mũi của bạn. Thì các bạn có thể coi cái hình ảnh trước khi phẫu thuật của bạn Giang. Với cái hình ảnh trước khi phẫu thuật thì mình thấy là với cái hình ảnh nhìn thẳng á, chúng ta thấy cái mũi của bạn hơi hếch, nhìn rõ hai cái lỗ mũi. Và cái lỗ mũi thì hình đầu của nó nằm ngang và sống mũi thì hơi thấp. Qua hình nghiêng thì mình thấy là cái chiều dài của cái mũi nó hơi ngắn, làm cho cái góc mà mũi môi này nó rất là lớn, hơn 100 độ, 120, 130. Đây là cái dáng của cái lỗ mũi. Thì sau khi bác sĩ thăm khám và dựng hình 3D ấy, thì đây là cái hình ảnh 3D. Hình ảnh 3D để có thể cho khách hàng là bạn Giang và bác sĩ có thể trao đổi một cái chung một cái ý tưởng để nâng một cái dáng mũi mình mong muốn. Thì đối với bạn Giang thì mình chủ yếu chính là mình điều chỉnh cái đỉnh mũi, kéo dài cái đỉnh mũi xuống, làm kín hai cái lỗ mũi và nâng cao cái chiều dài chóp mũi lên. Thứ hai là mình nâng một cái sóng cao ở góc trán mũi này một chút xíu, nhìn nó sẽ hài hòa với khuôn mặt hơn. Với khuôn mặt của bạn Giang thì là cái thứ hai đó là khuôn mặt của bạn khá là tròn, nên cái đầu mũi của bạn cũng phải tròn tròn một xíu. Đó là những cái điều mà bác sĩ đã phân tích trước phẫu thuật và dựng hình 3D cho bạn. Thì bây giờ là một cái mũi tái khám sau 9 ngày, các bạn quan sát rõ hơn. Rồi ạ, đây là hình ảnh của chiếc mũi sau 9 ngày ha. Chị đã quay lại tái khám với các chị. Chào chị ạ, chị có thể chia sẻ một số điều trước và sau khi phẫu thuật chị cảm nhận như thế nào không ạ? Trước lúc phẫu thuật thì hơi run run sợ. Xong rồi được mấy chị ở đây tư vấn, mấy bác sĩ tư vấn thì em không sợ nữa. Không biết là mình hiện đang ở đâu hả chị? Dạ, em ở Mỹ, em về Việt Nam chơi cái... có bạn giới thiệu ở đây xong em tới làm luôn. Là bạn mình đã làm rồi mà mình thấy đẹp nên là mình đến phải không chị? Dạ. Biết là làm xong rồi chị có cảm thấy hài lòng không ạ? Dạ có, em thích. Đẹp. Trong quá trình làm thì mình có cảm thấy đau hay là thấy lo sợ không chị? Dạ, lúc đầu thì cũng lo, xong rồi lúc chích thuốc tê thì nó hơi nhói nhói một chút, xong rồi nó cũng đau. Thì em có thể chia sẻ
điều chỉnh rất là dễ dàng. Thì với cái đường sẹo này á, thì các bạn nên bôi dưỡng ẩm và chống nắng trong vòng khoảng 3 tháng đầu để cái sẹo nó không bị thâm hoặc là sẹo xấu. Và từ từ thì nó sẽ làm tốt và sẽ mờ dần và không không thấy gì hết. Chào các bạn. Là một là chim sao. Cảm ơn chị nhé. Dạ. Rồi, xin mời các